tại sao vậy hả? Bà nói tụi bay á là không có được khóc, chỉ được cười mà thôi. Bây giờ mất nhiều đó ăn thua vậy. Cuộc đời còn nhiều cái để mất lắm con. Từ từ rồi tụi con sẽ biết. Bây giờ nghe bà hỏi, giữa khóc với cười tụi bay chọn cái nào? Dạ cười. Ủa mà sao con thấy lần nào ba cũng cười hết trời. Bộ sợi dây buồn của bà bị rớt rồi hả? Tầm bậy. Mình đẻ ra là mình đã khóc rồi con, cho nên là không bao giờ khóc nữa. À, bây giờ ra cười để lấy động lực mà sống, cười để lấy sức khỏe kiếm cơm, cười